thì con thăm dễ thôi. Ở đây này giờ bạn xuống đây thì đâu có chỗ đâu ngồi. Hay là các bạn ở trong lớp mình có đòi lại nhà con chơi không? Dạ cũng có nhưng mà con nói thôi. Hả? Dạ cũng có nhưng mà con nói thôi, không cho lại. Không cho lại hả? Dạ. Con ở đây con có cảm thấy quen không? Dạ quen. Quen hả? Tùm lum mướn cũng vẫn có. Mà lên chỗ mướn gì phòng phích khích sao mà mình bỏ ở đây thì nói chung ở đây không có đồ quý giá thiệt. Nhưng mà chó bọng rồi ngỗng rồi nọ rồi mấy xe nọ thì để đây là bị lấy hết. Bị lấy? Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay Bùi Hồ sẽ theo yêu cầu của một số cô bác quý anh chị sẽ quay lại nơi anh Cường mà sống ở dưới gầm cầu như thế này sinh sống. Hiện bây giờ cái cuộc sống anh ra sao, mình sẽ hỏi cho anh Cường giải thích là vì sao anh Cường lại sống ở gầm cầu mà không mướn nhà trọ sinh sống, và tại sao anh lại chọn cuộc sống như vậy mà mặc dù nhà trọ có rẻ hơn nhưng anh lại sinh sống hôm nay đến đây vào dịp buổi trưa. Có anh Cường ở nhà, hôm nay anh Cường dịp buổi trưa về nhà nên có dịp về đây để quay cho cô bác anh chị để giải đáp những thắc mắc và những cái câu hỏi mà cô bác anh chị đã đặt ra cho cái về cái cuộc sống của anh Cường, người sống ở dưới gầm cầu. Đây là sống cũng chen chúc nhau dưới gầm cầu vẫn như lúc trước. Dạ em chào anh Cường. Dạ em chào anh. Ừ, hôm nay anh ở nhà có mình hai bé đâu anh? Bé kia gì đi thi rồi, bé thì đi học mới về nữa. Bé kia học lớp mấy, lớp 10 hay hả? Dạ. Ôi con chó ghê quá anh Cường ơi. Con đi thi mới về hả con? Con xích ra đây ngồi với ba đi. Bây giờ anh vẫn sống, anh vẫn ở đây hả anh Cường hả? Em vẫn ở đây. Như cái clip ở trên mạng á thì em đăng lên có rất là nhiều quan tâm về cái cuộc sống anh như thế này. Yeah. Thì có người ta sẽ hỏi là cái yêu cầu em là quay lại đây để quay cái cuộc sống của anh như thế nào. Yeah. Vậy thì cái cuộc sống của mình hiện bây giờ như thế nào anh Cường? Em cũng đi làm có ngày cũng về nhà, cũng đi hai vợ chồng làm đó. Dạ. Về nước con cái về cơm nước. Hôm ngày thì trước giờ thì có ai đã giúp đỡ anh chưa? Dạ có một anh, cũng có một anh bên Canada. Canada điện về. Dạ. Dạ. Rồi có giúp đỡ anh là với số tiền là bao nhiêu không anh? Dạ cũng được. Gửi được như 2-3 triệu gì em quên rồi. Anh nói anh Canada gửi về bao nhiêu tiền? Anh gửi được 200 đô. 200 đô. Dạ. Dạ. Anh điện trực tiếp cho anh. Dạ. Rồi với lại một có cô Sài Gòn nào gửi không? Dạ có được, có cô ở trên Sài Gòn mà không biết ở quận mấy cũng cho được. 2 triệu hay gì? Dạ. Vậy là tổng cộng thì được 4 triệu đồng. Dạ. Cái chi phí đó thì hiện bây giờ mình đã sử dụng chưa hay là mình đang và để dành cho các bé? Dạ cũng có sử dụng nữa, tại đóng tiền bảo hiểm á cho hai đứa, đứa 4,500,000 bảo hiểm rồi. Dạ. Rồi đóng tiền ăn hàng tháng nữa. Dạ. Tháng gì 600 mấy gì đó. Dạ đóng tiền ăn cho các bé học bán trú đó hả? Bán trú. À cô bác anh chị thì hai bé này phải học ở bán trú, lý do là anh Cường đi từ sáng đến chiều. Anh Cường ơi, anh có thể giải thích cho em tại sao á anh lại chọn cái cuộc sống gầm cầu mặc dù nhà trọ nó khoảng 1 triệu một tháng thì anh lại sống ở gầm cầu mà không sống ở trọ? Dạ cho em nói là ở nhà trọ giờ một tháng rồi có thể để 700-800 triệu cũng có nữa, nhưng mà diện tích nó nhỏ thì nó không được nhiều. Nhưng mà mình xem vô thì nó không cho đem vô đó, tại vì mình làm bên nghề này đổ khi là đồ hôi hám cũng có, rồi nhớt nhau cũng có nữa, rồi làm phiền mấy người ở kế bên đó. Bởi vậy nhà chủ nhà trọ không cho mình vô mướn. Có nghĩa là theo anh chia sẻ là vì anh mua phế liệu. Dạ. Thứ nhất là diện tích nhỏ không có nơi để mà anh lựa phế liệu ra để anh đi cân cho chủ dựa. Đúng rồi. Cái thứ hai là khi mà diện tích thì mà là một chuyện, cái thứ hai là vì phế liệu nó hơi bị hôi. Dạ, nên thành nữ chủ nhà trọ người ta cũng không cho mình mướn. Dạ. Đó là cái lý do anh không ở trọ. Dạ đúng rồi, từ chỗ lý do đó em không ở nhà trọ được. Dạ. Thì sao mình không kiếm chỗ nào mình mướn cắt đỡ để mình ở mà hay mình lại ở dưới này? Mình dân lạ lên đây rồi đâu có quen biết ai, cũng đâu ai dám cho mình mượn chỗ cắt ở đâu.
mình như em xứ xa xa lại nó lập nghiệp, người ta đâu quen biết, người ta cũng sợ nữa, người ta sợ mình. Dạ. Rồi đất thì được của người ta nên người mình ta đâu có cắt ở tạm được. Dạ đúng rồi. Rồi cái thứ ba, câu hỏi thứ ba mà khán giả muốn muốn hỏi đến anh, nhờ em đặt câu hỏi anh. Dạ. Là vì sao anh không đi làm công ty mà lại chọn là mua thu mua phế liệu? Dạ, đại điểm nhất là hai vợ chồng biết chữ. Không biết chữ. Dạ, điều hai nữa là có hai vợ chồng đi làm trụ cột mà làm công ty một tháng mà lãnh lần. Rồi đâu có vốn gì đâu mà tới một tháng nữa mà cháu nhỏ ăn. Ồ, có nghĩa là anh không biết chữ, cái chị cũng không biết chữ luôn. Dạ. Em thì biết chữ mà em học mới lớp 2 em nghỉ rồi. Ôi sao nước mắt anh lại rưng rưng lên cần. Nước em. Hả? Anh có thể chia sẻ anh lên đây được bao nhiêu năm và anh đã sống ở dưới gầm cầu này bao nhiêu năm? Dạ em lên đây 2006. 2006. Dạ. Tôi cũng ở nhà trọ bên khu đường bên đầu vô đây nè. Cũng gần trường mầm non mấy trường mầm non Mai Linh bên đây nè. Dạ. Rồi chủ nhà nó lấy đất lại rồi. Ở dưới ghe đậu xong thì nó chìm. Chìm xong rồi không cho ở, lên đây. Bài đất ở. Là đất này anh tự bài ra chứ lúc trước là nó sâu lắm, sâu lắm. Rồi anh bây giờ bé gái lớn thì cái chi phí mà ăn học cho các bé thì cho bé anh hai bé gái đúng không? Dạ. Cho bé gái lớn với lại bé này mỗi tháng là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, tính như đi học thì học mấy sáng giờ tại ở đây đồ ăn nhỡ lên quá. Ở trên nhà trường cũng đồ ăn nhỡ lên nữa. Thì một phần cơm ở trước có nhiều có 20 rồi giờ nó lên hai mấy ngàn. Rồi nó giờ sáng ra đây giờ cầm bán cầm 10 ngàn mua đồ ăn với đâu bán. Giờ đứa này không ngày 25 ngàn. Đứa kia lớp 10 nó ngày 40. Ngày 40, ngày 25 ngàn là 60, 65 ngàn rồi. Yeah. 65 ngàn là ít đó, chưa kể này kia. Cũng như là 70 ngàn là tháng hết 2 triệu mấy. Rồi mình ở vậy thì nó không tốn tiền. Rồi tiền ăn uống với chị luôn là khoảng chi phí là khoảng bao nhiêu? Dạ, đây như giờ nếu mà bữa nào hết gạo á, gạo luôn cũng gần 200. Rồi nó là gần gạo á, chuyện 70-100 ngàn đều ăn. Rồi đồ gì nó quá chị lên nè. Thì hiện giờ việc mua phế liệu của anh thì anh với chị là khoảng ngày được bao nhiêu tiền thu nhập? Dạ về là không hứa chứ có bữa nào nếu mà có mối điện nhiều quá thì mình có lợi nhiều, bữa nào ít thì đậu xe khóc như ai đó, có bữa khi đi về nó cũng 70-80% cũng có. Có ngày nào mà nó quầy vốn không anh? Dạ nó không quầy vốn, không quầy vốn nhưng mà tại vì có gái là như cũng còn lại ít. Dạ. Nhưng có bữa gì trừ xăng thì nọ ra thì cũng 70-80, có bữa về có trừ ra không được mấy qua 40 cũng có. Tại sao anh nói là anh không biết chữ là anh nên thành nữ cái là anh phải đi thu mua phế liệu. Dạ, sao đúng. Anh không đi làm hồn? Làm giờ em làm đâu có được nhiều. Tại cái thằng đó làm ở dưới quê té bị liền sống rồi. Giờ cái phụ giữa bên đây giác là bao hơi nặng một chút rồi nó hơi đau. Nó bị xương sống giống như bị cụp. Dạ bị cụp. Nhưng mà không phải làm thôi, không làm tiền thôi, không nuôi mấy đứa này. Dạ. Con gái đứng, con xuất ra trước coi. Con có thương ba mẹ mình dữ không? Dạ có. Nhớ cố gắng học hành nghe chưa? Cố gắng học hành rồi mai mốt mình với nói với chị cố gắng bảo ban nhau học hành. Để mà do sau này có tiền, đi làm có tiền còn giúp đỡ ba mẹ để có một cái ngôi nhà ổn định. Thì anh Cường ơi, với cái số tiền như thế đó thì của ít lòng nhiều thì em thay mặt những cái người mà đã giúp anh đó, cũng như là mong anh có một cái cuộc sống ổn định hơn rồi sau này anh kiếm một cái công việc gì đó cố gắng làm tích lũy để buôn bán để cho các bé nó có lên chỗ mà ở để cho nó thoải mái hơn. Anh Cường ơi, em có một cái gợi ý như thế này nè, là thôi thì nếu như mà có một người nào đó giúp anh có thể là mướn một cái căn phòng trọ nào đó nhỏ nhỏ rồi tối mình sẽ ở lên cái căn phòng trọ đó mình ngủ ở trên đó rồi khi mà mình đi làm cái chỗ này làm cái nơi dựa phế liệu được không? Dạ không có được anh, tại ở phòng trọ nhất là bây giờ đó là phòng trọ để cho học sinh đó, phòng trọ cho mấy người như ở như tùm lum mướn cũng vẫn có mà lên cảnh mướn cái gì phòng phích khích sao mà mình bỏ ở đây thì nói chung ở đây không có đồ quý giá thiệt nhưng mà chó bọng rồi ngỗng rồi nọ rồi mấy xe nọ thì để đây là bị lấy hết
bị lấy. Dạ. Dạ em cũng lúc mà em lại đây thì em quay lại cuộc sống em cũng có nghĩ vậy thôi, thì anh để phế liệu ở đây, con cái như giờ con anh lên nhà ngủ. Dạ, tại vì ở đây với nếu ở đây nếu mướn nhà trọ thì nó không qua bên chợ bển hoặc là đút mì ở dưới đây. Dạ. Ở đây vòng vòng đây đâu có nhà trọ đâu. Bây giờ đi rồi ở đây đồ đạc mình để đây là bị lấy hết à. Tại vì em ở đây cũng mắc hết mấy lần rồi, cũng mua được chiếc xe triệu mấy đậu đó cũng, nó cũng lấy rồi. Rồi cái em muốn hỏi anh như thế này nè. Khi mà sống ở dưới gầm cầu ẩm thấp như thế này thì các bé có bị bệnh ngoài da hay là bị nấm hay bị gì không anh? Dạ ở đây cũng lâu lâu bị hoài, sổ mũi, ho. Rồi có lúc mà nằm mình mẩy nổi rồi mình lấy bông điển mình sức đó thì phải chịu ơi. Con đi học, con gái ơi, con ngồi xích trước với ba đi. Con khi mà con đi học như vậy đó thì các bạn có biết nơi ở của con không? Dạ có. Rồi các bạn có nói gì con không? Dạ không. Không hả? Dạ. Các bạn ở trong lớp có cái trêu chọc gì con không? Dạ không. Hay là các bạn ở trong lớp mình có đòi lại nhà con chơi không? Dạ cũng có nhưng mà con nói thôi. Hả? Dạ cũng có nhưng mà con nói thôi không cho lại. Không cho lại hả? Dạ. Con ở đây con có cảm thấy quen không? Dạ quen. Quen hả? Anh Cường, bé gái của anh là học lớp 10. Dạ. Vậy thì cũng có bạn bè. Có dạ. Khi nào mà hỏi về nhà của con của anh không? Dạ có, mà em muốn tuổi mà nữa. Em cũng khi hỏi em không biết trả lời sao nữa. Có nghĩa là mấy bạn hỏi con gái của anh á, dạ. Con gái anh mấy bạn kia có đòi lại nhà dạ chơi dạ không? Có, đòi kêu học chung là hơi dẫn lại nhà bà, nhà cha mẹ rồi chơi gì thôi. Em nói thôi đừng dẫn lại, mình ở chỗ cầu không nhà cửa. Rồi có dẫn thì dẫn lại chỗ như bà ngoại á, nhà tại nhà bà ngoại mới tự thay cho được cái nhà đất gấp. Rồi vô thăm thì dễ thôi, ở đây. Này giờ bạn xuống đây đâu có chỗ đâu ngồi. Cô bác anh chị thì mỗi một người mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Không phải là anh Cường muốn được ở gầm cầu như thế này, hoặc là anh Cường lại chọn nơi đây chỉ vì 100-200 ngàn, đỡ tốn tiền 100-200 ngàn trong cái căn phòng trọ, mà vì cái công việc của anh Cường bắt buộc phải ở dưới này. Ở đây thì Mỹ An này nhà trọ cũng giá thì cũng khoảng 1 triệu đồng, khoảng 700-800 vẫn có. Nhưng mà vì công việc là thu mua phế liệu, không thể nào ở dưới gầm cầu, không thể nào ở nhà trọ được mà phải bắt buộc ở đây. Thì trước đây thì anh cũng có ở nhà mướn của người ta ở, nhưng mà chỉ được một thời gian rồi người ta lấy lại anh ha. Tại vì về mình về cũng không có chỗ đổ lửa, mình đổ xuống rồi chủ nhà thấy vậy rồi vòng vòng đó thấy vậy ô nhiễm rồi người ta nói rồi chủ nhà kêu mình đi. Dạ, cô bác anh chị sẽ thấy nè, quay lại một lần nữa cho cô bác anh chị lại thấy nếu như mà chưa xem được ở cái clip trước. Thì ở dưới cái phần ở dưới này là vẫn còn ẩm thấp, nước nó lên. Và ngoài đây là cái phía trước cái cửa đi vô. Cái chỗ này là cái chiếc xe của anh Cường hàng ngày phải bán kéo phế liệu. Anh Cường ha. Thì ở ngoài sau bây giờ nước nó còn ngập không anh? Còn hả? Bây giờ nước nó lên chưa? Sáng ngồi bệnh gửi chén vẫn. Gửi chén của mình bệnh hả? Dạ, giờ này chắc. Mới giật xuống rồi. Sáng nó lên, sáng này nó còn nằm ngay cái miếng này luôn. Đang nó mình mi ướt rồi đó. Hồi sáng anh rửa ở đâu? Hồi sáng thì em múc mà ông ra anh lội ở đây múc lên và anh rửa. Anh lội ngay chỗ cái anh câu cá đó. Dạ, rồi chiều em mới xuống cho rửa. Chiều mới nó giật xuống. Thì chiều anh ra chiếc xuồng này anh rửa. Dạ. Còn sáng thì anh rửa chỗ này. Lên bộ giặt rửa. Mình này sắp lên. Dạ. Đây nè cô anh chị thấy ở dưới này nó ô nhiễm mà nó hôi nữa. Đầy ghét ở đây. Thôi cho em đi vô ở ngoài sau một lần nữa đi. Nhớ phải ở đây phải khòm cái đầu xuống. Bên đây là cái giường, bên đây là của anh Cường với lại vợ của mình. Bên đây là của hai bé. Bên đây là của đứa em vợ. Của em vợ. Còn bên đây anh
giường này em để như hồi lúc trước nước lên đó thì cũng để bếp ga nấu đây nè. Bây giờ nước giường thì cũng để. Ồ vậy là cái giường anh em nhớ là cái giường này, vậy là cái giường này 4 người, giường bên đó. Giường nó 3 người. 3 người. Giường này 2 người. Giường này để như chiều giờ là chiều ăn cơm dọn ăn nè. Rồi cái này là nơi ăn cơm. Ăn cơm. Nè cô bác anh chị sẽ thấy nè, ở đây nó không quen thì vẫn còn nghe mùi hôi. Dạ, dạ. Ở đây nó ẩm thấp như thế này, nước nó rút xuống. Nước gác này là lý do là nước nó lên xuống, lên xuống. Lên, em đẩy hết luôn rồi, mà xong rồi cái nước lớn đẩy ra cái nước chì gồng rồi đó. Dạ. Giật ra ngoài xong cái chiều nước lớn lại. Ở đây là cái nơi về nhà vệ sinh của mình. Dạ. Bây giờ nó vậy luôn hên. Dạ. Thì sáng nó ngập lên tới đó thì giờ nó không có hơi rút nổi. Để quay ở đây cái. Ở trong đây thì gác quá luôn. Dạ. Nè cô bác anh chị quay vòng cho cô bác anh chị thấy nè. Anh Cường ơi, nói chung là họ nhờ em quay lại như thế thì em quay lại vẫn lấy cái cuộc sống của mình nó cách đây khoảng hơn tháng. Khoảng hơn tháng thì so với bây giờ thì nó vẫn không thay đổi gì mấy. Và anh cũng đã nhận được một số phần tài trợ của cô bác anh chị. Thì anh có muốn lời nói cái lời nào để mà gửi gắm đến cô bác anh chị, những người mà đã giúp đỡ anh không? Gửi lời cảm ơn của mấy người anh giúp đỡ em vậy đó. Em độ học em không có gì gì đó, em đây nói chuyện em không biết nói nữa. Thì cho em gửi lời mấy người đã từng điện giúp em nọ, bây giờ em gửi lời cảm ơn. Dạ. Đây là toàn cảnh ở nhà của anh Cường nghe cô bác anh chị. Dạ cô bác anh chị, đây thì là theo yêu cầu của cô bác anh chị đã yêu cầu em quay trở lại đây để mà quay về cái hoàn cảnh của anh Cường, cũng như là giải thích vì sao anh Cường lại không ở nhà trọ mà lại ở gầm cầu như thế này, hay là chọn những cái công việc làm công ty hoặc là làm hồ. Thì đó là những cái nguyên nhân mà anh Cường đã nêu ra để cho cô bác anh chị cùng nhau thấu hiểu hơn về cái hoàn cảnh của anh Cường một lần nữa. Thì hôm nay em quay trở lại đây thì cũng anh nói vậy thì em cũng đồng cảm với anh, và em sẽ đăng cái clip này lên cho mọi người thấy. Và em chúc anh sức khỏe, luôn có sức khỏe để chăm sóc cho hai bé tốt, để mà hai bé có một cái lớn lên, có một cái công việc ổn định, rồi sau này mình sẽ thay đổi cuộc sống, nuôi dưỡng cho anh với chị. Chúc anh luôn có sức khỏe ha. Dạ dạ em chào anh.